Chào mọi người, chào mọi người tới với Live Mastery Collective. Vậy Live Mastery Collective là gì? Trước khi mà mình vào chủ đề thì mình muốn chia sẻ lại một cái khoảnh khắc mà một cái vấn đề mà mình đã trải qua trước khi mình bắt đầu thực sự chuyển hóa trên hành trình này, cũng giống như bạn thôi. Mình đã từng mò mẫm, mình đã từng xem rất là nhiều live stream rồi những cái free event, tham gia rất là nhiều khóa học trả phí hoặc không trả phí, nhưng mà cái mức chi trả nó rất là thấp. Và mình nhìn thấy được là bản thân mình cũng bắt đầu thay đổi, mình mong muốn thay đổi cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên là cảm giác như là mình bị stuck ở đó, mình không thể nào đi được đến cái điểm mà mình thực sự mong muốn đến. Và mình đã cố gắng mò mẫm học tất cả mọi nơi, rồi ai giới thiệu về cái người coach là tuyệt vời mình cũng đều đến để học. Và đến một lúc mình nhận ra được là tất cả những cái điều mình đều học đó, nó giống như đẽo kẹt giữa đường vậy đó, nó không mang lại cho mình một cái kết quả thực sự dài hơi, và nó cũng không cho mình một cái hệ thống kiến thức thực sự căn bản. Và chính vì thế lúc đó mình mới bắt đầu quyết định một cái sự thay đổi lớn nhất, đấy là quyết định tập trung vào một phương pháp và một cái dòng chuyển hóa, và chỉ làm việc với một người coach nhất định. Và từ đó trở đi mình hiểu rõ tất cả mọi thứ hơn rất là nhiều, và từ đó trở đi mình cũng nhận ra được cái cách thức đi, và nhận ra được cái cách thức làm nào con đường đi nó trở nên dễ dàng hơn. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với bạn cái collective mastery mà mình chuẩn bị ra lò, bởi vì mình biết được là bạn đã luôn luôn mò mẫm học tất cả mọi nơi, mình biết là bạn có chí tiến thủ, mình biết là bạn muốn phát triển bản thân mình biết là bạn đã ở trong cái giai đoạn struggle và kiệt quệ với cái cảm xúc kiệt quệ với cả bản thân thì rất là lâu rồi. Mình biết là bạn đã cố gắng áp dụng những cái kiến thức trong sử sách này, hoặc là áp dụng thiền buổi sáng này, áp dụng là morning ritual này, áp dụng viết journaling này. Mình biết là bạn đã screenshot tất cả những thứ mà những người coach khác nói và bạn cố gắng áp dụng nó, nhưng tại sao đâu đó giống như là một cái mảnh ghép nào đó còn thiếu đó, cái bức tranh toàn hảo đấy nó vẫn chưa hiện ra và bạn vẫn cảm thấy con đường mình đi mù mờ. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn thấy là cái vấn đề ở đây có 3 vấn đề chính tại sao cái bức tranh của bạn bị mù mờ. Điều đầu tiên là chúng ta học về cái mindset buffet. Nếu mà bạn chưa biết mindset buffet là gì thì có thể lắng nghe bản podcast ở trong Empowerment Podcast về mindset buffet. Và mindset buffet là việc ăn hoài mà không tiêu hóa được, tức nghĩa là chúng ta cứ học, cứ áp dụng cái kiến thức đấy vào người mà không có một cái cách thức để thực sự áp dụng nó, hoặc là chúng ta không biết được là học của cô coach A này cái điều này, xong học của cô coach B cái điều kia, thế thì học của cô coach A này cô dạy cái điều này, xong rồi làm nào để học của cô coach B kia, làm nào để hai cái điều này nó ghép vào với nhau và nó trở thành một cái hệ thống flow rất là đơn giản để chúng ta có thể hiểu được. Bộ não của chúng ta không thể tải được nhiều kiến thức, mà đặc biệt là những cái kiến thức mới. Và đặc biệt nữa là trên thế giới này có rất nhiều những cái cách thức nói về một cùng một chủ đề với những cái ngôn ngữ từ khác nhau, mỗi một người sẽ hiểu một cái cách khác nhau và mỗi người sẽ dạy một cái cách khác nhau, nhưng tự chung chúng ta sẽ đều học một cái ngôn ngữ chung, đó là ngôn ngữ universal. Chính vì thế khi mà bạn càng ăn nhiều món từ nhiều cái nhà hàng khác nhau, bạn sẽ gặp một cái vấn đề để là bị trướng bụng và khó tiêu hóa, và điều đó xảy ra rất là nhiều. Chúng ta không thể tiêu hóa được cái kiến thức đó, chúng ta sẽ không thể nào mà hiểu được là buổi sáng thì mình làm cái điều này, xong buổi tối mình làm cái điều kia, xong rồi là chỉ được 1-2 ngày hoặc là chỉ được nhiều nhất là 21-30 ngày là mình sẽ quên làm cái điều đấy, bởi vì chúng ta không hiểu được một cái hệ thống tại sao chúng ta cần làm cái điều đấy, đúng không ạ? Cái điều thứ hai nữa, cái vấn đề bạn đang có đấy là không có cùng một cái định hướng, không có cùng một cái ngôn ngữ, mà cái ngôn ngữ đấy bộ não của bạn phải hiểu được, cái ngôn ngữ đấy mà cơ thể của bạn nó phải hiểu được cô. Chứ còn hôm thì người ta nói về luật hấp dẫn, nhưng hôm sau người ta nói về The Secret, xong rồi hôm sau nữa người ta nói về những cái luật về năng lượng. Vậy nên làm nào để cái cơ thể của bạn nó có hiểu được? Và mình cũng đã từng trải qua cái giai đoạn mình mất rất nhiều công sức để tìm hiểu ra được thì ra cái ở đây, cái kiến thức này cô B này nói này nó giống với cái kiến thức này của cái cô A này nói này, nhưng mà hai cô ấy nói hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, hai cô ấy có thể đưa ra cái hai cách thức rất khác nhau, nhưng tựu chung lại nó đều mang lại một cái kết quả, đúng không ạ? Thế nên là ở đây khi mà chúng ta học với nhiều ngôn ngữ khác nhau thì giống như chúng ta học cùng một cách xin chào vậy đó, nhưng mà chúng ta học với cái ngôn ngữ từ tiếng Anh đến Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thì chúng ta sẽ bị loạn ngôn ngữ. Và chính như thế, thay vì chúng ta thực sự làm cái thực sự áp dụng cái kiến thức đấy, chúng ta bị loạn và chúng ta bị dừng lại, chúng ta bị ở đấy, chúng ta bị trì trệ, chúng ta không thể hiểu nổi. Và khi mà chúng ta không có clarity thì chúng ta sẽ dẫn tới inaction. Khi mà chúng ta không có cái xuyên suốt cái định hướng toàn bộ đấy là mình cần cái gì thì chúng ta sẽ không có action, được không? Và cuối cùng thì cái vấn đề mà bạn gặp phải hiện tại đấy là cái việc hụt hơi và cái việc mệt này, hoặc là cái việc on off practice này, nó đơn giản là bởi vì bạn không biết được là bước tiếp theo mình cần phải làm cái gì. Giống như đi qua một căn hầm,
Nếu mà có một cái ánh sáng dẫn đường cho bạn và có một người nói cho bạn biết là à, đến cái điểm này rẽ trái này, đến cái điểm kia rẽ phải này, đến cái điểm tiếp theo là sẽ đi thẳng hoặc là như thế nào đấy, thì bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng đôi khi chúng ta lại luôn luôn cố dẫn bản thân mình đi đúng không ạ? Chúng ta nghĩ là à, tôi biết hết rồi. Thực ra chúng ta không biết gì cả, nhưng mà chúng ta biết hết rồi và chúng ta đi vào cái căn hầm đó. Chúng ta nghĩ là a, điểm A này tôi học khối A, điểm B này tôi học khối B, điểm C tôi học khối C. Tuy nhiên là những cái lúc cua hoặc là những cái điểm mà làm nào để bạn transition từ cái điểm kết thúc của cái hành trình này cho tới cái điểm đầu tiên của cái hành trình sau, bạn sẽ làm như thế nào để bạn lên lớp, bạn sẽ làm như thế nào để nó trở thành một cái quá trình transition một cách dễ dàng nhất. Không có ai dạy cho bạn điều đó nếu bạn không học đúng cái kiến thức hoặc là theo đúng cái hệ thống của họ. Và điều cuối cùng mà mình có thể nói được, và cái này là bonus, đấy là trên thế giới hoặc là trên thị trường Việt Nam, coaching Việt Nam không phải mấy ai cũng có thể có một cái hệ thống mà đã được thử nghiệm, đã được áp dụng, đã được dùng và đã được kiểm chứng về mặt mặt kết quả. Và không có mấy ai ngồi xuống để think it through là từ điểm A cho tới điểm C, cho tới điểm D, cho tới điểm Z, khách hàng của chúng ta sẽ cần phải đi qua những cái điểm gì, cái người người học trò này sẽ cần phải đi qua những cái điều gì thì họ có được cái kết quả đấy. Và mình rất là tự hào vì mình với cái nỗ lực đấy là mình luôn luôn muốn giúp mọi người thay đổi một cách toàn diện hơn, mình luôn giúp mọi người thay đổi một cách nhanh chóng hơn. Trong năm nay mình muốn giúp đỡ những người nào thay đổi một cách toàn diện và nhanh chóng đó sử dụng cái hệ thống Effortless Living của mình. Và cái Effortless Living này này sẽ giúp cho bạn hiểu được in and out của cuộc sống, hiểu được cái bên trong của mình là như nào, cái cuộc sống này nó thay đổi với cái gì. Khi bạn nắm giữ được những cái luật tự nhiên đấy, bạn hiểu rõ được những cái luật tự nhiên đấy, cuộc sống trở nên dễ dàng lắm. Bạn có thể surrender bất kỳ lúc nào, bạn có thể thả lỏng bất kỳ lúc nào, bạn có thể thu hút bất kỳ lúc nào, bạn có thể sống trong tính nữ của bạn bất kỳ lúc nào, bạn có thể khơi gợi cái sự chủ phú của bạn bất kỳ lúc nào, khi mà bạn có thể hiểu được là bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái gì, và làm như thế bạn có thể kiến tạo một cái dòng chảy thuận tự nhiên trong từ trong ra ngoài đấy như vậy. Điều thứ hai nữa là nếu mà bạn muốn bản thân mình được dẫn lối, nếu mà bạn muốn có cái con đường đấy, có cái chỉ dẫn đấy là à, sau khi mà mình học xong cái điều này rồi thì mình cần điều tiếp theo là gì, lên lớp tiếp theo là gì, mình chỉ muốn hướng dẫn và muốn giúp đỡ những người nào, những cái kiến thức này mình chỉ muốn mang lên cho những người nào thực sự mong muốn phát triển bản thân mình và chuyển hóa bản thân mình một cách rực rỡ nhất. Và mình đã từng là một cái người mà kiểu khát khao có những cái kiến thức này, khát khao có một cái định hướng, một cái hệ thống như thế này và mình không thể tìm được. Còn bây giờ thì mình rất là tự hào, mình muốn truyền đạt lại, mình muốn chia sẻ lại cái hệ thống đấy cho tất cả mọi người đây. Và cái hệ thống đó nó vô cùng đơn giản, mình thì mình không bao giờ sử dụng quá nhiều kiến thức và mình chỉ tập trung vào những cái kiến thức cô đọng nhất và hiệu quả nhất để đưa cho bạn cái cách thức chuyển hóa, cái cách thức thay đổi, cái cách thức grow một cách dễ dàng hơn, một cách thoải mái hơn, một cách nhẹ nhàng hơn trong năm nay. Và mình sẽ muốn dành cái offer này dành cho những ai muốn thực sự có định hướng trong việc phát triển bản thân, dành cho những ai đã từng nghe podcast, đã từng học những lớp học tiền đề hoặc chưa, nhưng đã từng tham gia những cái lớp học của mình và biết được cái cách thức mình giảng dạy, biết được là mình là người chuyển hóa đến từ cốt lõi, biết được là cái hệ thống này nó sẽ bắt đầu chạm vào rất là sâu những cái vấn đề bên trong của bạn và bạn sẵn sàng đương đầu với nó. Bởi vì tại tại ngày tại điểm cuối cùng của ngày, nếu mà bạn không đương đầu với nó bây giờ thì sau này trong một cái tương lai gần, một tương lai xa, bạn sẽ phải đương đầu với nó mà thôi, đúng không ạ? Nếu mà bạn không đương đầu với cái anxiety đi, khi mà bạn bạn tiêu tiền, cái cảm giác stress mà bạn không kiếm được tiền, thì sau này một lúc nào đấy cuộc sống cũng sẽ bắt bạn phải đương đầu với nó mà thôi. Bởi vì bản chất của cuộc sống là sự phát triển, bản chất của cuộc sống là luôn luôn mở rộng ra, luôn luôn expanding. Và chính vì thế, nếu mà bạn từ chối expanding, bạn từ chối phát triển, là bạn sẽ tự đặt bản thân mình vào một cái điểm nó mình gọi là pain of growth. Cái điểm đó là cái điểm mà bạn sẽ phải bắt buộc bạn sẽ gặp một cái trường hợp gì đấy, bạn sẽ gặp một cái áp lực cực kỳ lớn, bạn sẽ phải bắt buộc bản thân mình thay đổi. Và cái lúc đấy thì chúng ta không có đầy đủ cái resource, cho bây giờ nó không thảnh thơi, bây giờ nó không dư thời gian như bây giờ, chúng ta cũng dư giả tài chính như bây giờ đâu ạ. Và lúc đấy là lúc mà bạn sẽ cần phải biến thành cái kim cương, và who knows, bạn có thể biến thành kim cương hoặc bạn không, nó để đốt trụi bạn. Nên là mình muốn chia sẻ cho bạn cái hành trình, cái cách đi theo đúng cái hệ thống, hiểu dễ dàng nhất làm như nào bạn có thể bắt đầu nhìn nhận được bản thân mình và sống được với cái potential, cái điều mà bạn thực sự mong muốn sống tại. Và nếu mà ai muốn theo cái hệ thống đấy, ai biết được là bạn rất muốn core healing, bạn rất muốn nhìn thấy bản thân mình phát triển rực rỡ hơn, bạn rất muốn hiểu được cái bước tiếp theo là gì, cái này mà dành cho những bạn nào làm coach thì quá tuyệt vời, thì các bạn sẽ hiểu được là cái bước tiếp theo các bạn cần làm là gì. Bạn muốn tiết kiệm thời gian được không ạ? Bởi vì thời gian là thứ quý giá nhất mà mỗi chúng ta đều có 24 tiếng giống nhau, chúng ta đều có từng đấy khoảng thời gian. Tại sao có nhiều người
kiếm được nhiều tiền hơn, làm được nhiều việc hơn, mà tại sao bạn không làm được nhiều hơn? Và chúng ta có từng đấy thời gian giống như nhau, và thời gian đều quý giá giống hệt nhau vậy đó. Và cái cách bạn sử dụng thời gian bây giờ là, thì bạn không có nhiều tiền thì bạn sẽ đi nghe giảng, bạn sẽ cố gắng lắp ghép lại. Có những người học giỏi hoặc có lẽ những người kết nối với vũ trụ tốt, có những người tự dưng kiểu một cái intuition hit rồi đấy, các bạn đã download được và các bạn nhìn thấy được, nhưng hầu hết là không. Mình đã từng trải qua cái giai đoạn đấy, mình rất là struggle để mình tìm được cái điểm nào là cái điểm mình cần phải học tiếp theo, điểm nào là điểm mình cần phải tiếp tục phát triển hoặc là chữa lành để bản thân mình đến được với cái phiên bản gần nhất của mình. Thế nên là mình rất là excited cho tất cả những ai mà cũng như là những ai không thể nào mà tham gia coaching bằng tiếng Anh với mình được. Và đây là cái hệ thống Live Mastery Collective mà mình muốn chia sẻ cho bạn.